Thưa quý vị, một vụ đổ chất thải độc hại quy mô lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường vừa xảy ra tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Tất cả 3 vị trí xả thải đều thuộc mương thủy lợi của một địa phương, không chỉ ảnh hưởng đến việc canh tác mà còn tàn phá môi trường. Sự việc xảy ra đã khiến cho người dân trong khu vực vô cùng bức xúc. Những ghi nhận mới nhất của nhóm phóng viên Chuyển động 24 giờ về vụ việc này. Tới chiều ngày hôm qua, công tác thu dọn hiện trường vụ đổ trộm chất thải đã cơ bản được hoàn thành. Tuy nhiên, những gì còn sót lại vẫn khiến nhiều người lo sợ về mức độ độc hại của nó. Bây giờ ngay bây giờ nếu anh em mà ai mà quẹt tay vào mà không rửa ngay để nguyên thì chỉ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau nó sẽ nóng mà nó bỏng nó chỉ cần nột ra này ra. Sao mình nó biết? Bởi vì thực tế là dân người ta bị nhiều rồi chứ không phải một người đâu. Trường hợp mà người dân nhắc đến nhiều nhất là bà Lan ở xã Hưng Nhân. Vì vô tình lội qua mương nước có chất thải, chỉ vài giờ sau khi về nhà, hai chân bà Lan có biểu hiện nóng rát, cơ thể sốt cao và sau đó bị bỏng nặng, phần da thịt có dấu hiệu hoại tử. Chẳng những gây bỏng, theo người dân địa phương, chất thải còn hủy hoại môi trường từ khi đổ ra mương nước thủy lợi của địa phương. Mưa xuống và nước lên thì nó chảy, nó dâng cao nên nó chảy ra dòng sông thì cứ đi đến đâu là bèo chết đến đấy, cá chết đến đấy. Cái hành vi mà đổ chất thải như này là không thể chấp nhận được. Rất bức xúc và rất phẫn nộ. Là cố gắng đề nghị là các cơ quan chức năng có quyền lực đi vào cuộc để điều tra cái vụ này để giải quyết. Theo kết quả kiểm nghiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng, chất thải đổ trộm xuống mương nước là phenol và dầu thải. Một chất độc có thể gây bỏng nặng nếu tiếp xúc. Khi kết hợp với dầu thải thì càng độc hại hơn. Hiện tại địa phương đã ký kết hợp đồng với công ty cổ phần Hòa Anh Hải Phòng để nạo hút bùn đất lẫn chất thải. Vì khối lượng chất thải quá lớn nên ước tính chi phí xử lý lên đến hơn 6,5 tỷ đồng. Trước mắt theo quy định thì ngân sách thì cũng sẽ phải là bỏ trước ứng trước để việc xử lý. Còn sau này nếu quá trình điều tra mà phát hiện được đối tượng xả thải thì trách nhiệm mà chi trả những tất cả những chi phí và xử lý cũng như là hoàn nguyên môi trường là sẽ thuộc trách nhiệm của đơn vị xả thải. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vỏ hạt điều lẫn với chất thải. Điều này khiến lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vĩnh Bảo nghi ngờ. Thủ phạm vụ đổ chất thải có thể là một doanh nghiệp chuyên chế biến hạt điều trong khu vực lân cận. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác, cần phải chờ kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan công an.